Xin chào các bạn nha. Xin mời các bạn đi cùng mình một vòng xem thị trấn ở trên vùng cao những ngày giáp Tết như thế nào nha. Hiện nay là mình thấy bà con đi chợ rất là đông. Đấy, quất Tết các bạn ạ. Đây, không thấy có đào mấy, chỉ thấy quất thôi. Bởi vì ở trên vùng cao thì đào nhà tự trồng được rất nhiều rồi. Do vậy là không thấy ai mua đào mấy, chỉ thấy mua quất là nhiều. Ồ, đây có mấy cây đào đẹp thế nhỉ. Ôi, chào các bác nhá. Ôi, cành đào đẹp thế nhỉ. Ý, không khí Tết tưng bừng ở đây. 30.000 năm cành á. À. To lắm à anh? To lắm à? Ờ, chỗ nào anh? À. Bán tiền cành đấy. 10.000. 30.000 năm cành à? To nhỉ. Bao giờ mới nghỉ Tết đấy bác? 30 mới nghỉ à? Các bác bán hàng thì chắc là muộn. Thôi mình đi tìm xem có cành đào nào đẹp đẹp không. Wow. Ôi rồi, xả hàng. Xả sập sàn cơ, kinh quá nhỉ. 30k rồi. Cuối năm rồi mà xả sập sàn. Quần áo, giày dép đây rất là đông. Chưa nhìn thấy cành đào nè. Ở đây đây có hoa. Hoa Tết. Hoa Tết thì mình lại không chơi, mình đi tìm đào thôi. đây có rất nhiều đào đây. Đào đây là đào trên vùng cao các bạn ạ. Đấy. Đi xuống đi con ơi. Con mình đi tìm xem có cây đào nào hay hay không. Cây này thì chưa có hoa mấy. Đào xuôi lên thì hoa đang nở tết tết à. Đào này đào của bác à? Hả? Đào của ai đấy? 150 một cành này à? Xem đi xem có cành nào nó sắp nở hoa không. Ồ, đây có một xe đào. Đây là đào ở nhà trồng này. Đây là đào tạo thế, gọi là đào thế đúng không? Này chắc là rất là nhiều người biết rồi. Còn ở đây mới là những cái cành đào của nhà này, đây mới là đào vùng cao nhé các bạn nhé. Cành này hoa đang nở rồi các bạn ạ, nhưng mà có vẻ là ít nụ quá, nó chưa ra được. Cành này đẹp nhưng mà lại chưa có hoa. Mua cành nào được đây? Đây này phải mua hai cành. Ở cành này có hoa rồi này. Đào hôm nay chưa được đẹp lắm. Đào gốc này là bao tiền này một cây này em? Đấy. Gốc to là 500.000 ạ. 500.000. À, 50. Hôm nay lại vừa chơi lan lại vừa chơi đào à? Chịu khó nhỉ hai vợ chồng này. Kiếm tí thôi anh ạ, không ngọc kiếm ầm ầm mình. Kiếm ầm ầm. Kiếm ít thôi, kiếm nhiều lại tiền chả biết để làm gì. Đào rất là đẹp. Nhưng mà anh quảng cáo hộ em thì em còn về sớm tí. Quảng cáo. Cần gì quảng cáo, ở huyện mình đây người ta ra đây là chính. Đúng không? Huyện bé này không cần quảng cáo đâu. Ai thích đào cành thì ở trên này rất nhiều đây. Đây là đào nhà trồng đây. Đào tự nhiên nha các bạn nhá. Cái này đến Tết mới nở nhỉ? Nụ. Những nụ này chắc Tết mới nở.
Đây có hai cảnh đẹp quá. Trăm rưỡi một cảnh như này. Ở đây gần đến Tết thì bà con nhân dân đem đào ra đây rất là nhiều các bạn nhé. Toàn là mang các cái cành như thế này thôi. Này à, có lẽ mình phải chờ đến ngày 28, 29 mình mới mua được. Vì cành này chưa được đẹp lắm. Xe làm gì? Toàn cảnh, cảnh chợ Tết vùng cao. Khu bán đào. Còn bên kia là khu bán hoa, hoa quả, như là chợ hoa Tết. Tôi sẽ đưa các bạn đi một vòng vào trong chợ xem có gì nhá. Tí ra mua đào xong. Tôi đưa các bạn đi một vòng chợ Tết xem ở trong chợ có cái gì bán hay không. Cam quýt mít dừa. Ôi, có quả Phật thủ đẹp thế nhỉ. Vâng, nó đi xem một vòng đã. Chỉ đi thấy quay không mua đúng không? Đây, các bạn ạ, mọi người thấy mình đi biết là không mua. Nhưng mà chỉ thấy quay không thấy mua. Thì chơi một vòng, tí mình thấy cái gì hay thì mình sẽ mua. Chợ Tết năm nay vắng thế. Chợ rau rồi các bạn ạ. Ôi, ôi đây có gà nhiều thế nhỉ. Hỏi xem gà thiến bao nhiêu. Bắt tiền một cân gà này hả à, chị? Gà này á, trăm rưỡi. Trăm rưỡi à? Ừ. Gà năm nay rẻ đấy nhỉ. Đây gà trống thôi đúng không? Có con nào thiến không? Gà trống rất là ngon nhỉ. Con này gà này gà lai sợi đấy. Vâng. Gà bản nghề. 150 à? Rẻ thôi nhỉ. Hay rẻ. Ai gọi hiểu. Rồi chúng các bạn đi cùng mình toàn nhá. Hôm nay nhiều gà đấy bà. Tối không mang về à bà? Cái gà trống to này là bao tiền một cân này bà? Trống to này. 155.000. 150 à? 155.000 à? À. Gà đẹp nhỉ. Được đấy. Đấy. Đây, gà trên bảng nhé các bạn nhé. Gà này là nuôi ăn thóc ăn ngô toàn này. Ôi, nhiều chuối thế bà. Chuối này nhiều nhỉ. Trong này toàn là chợ rau thôi các bạn ạ. Chợ rau thì hôm trước mình đã quay rất nhiều rồi. Rồi, đấy, mình đi ra đây một vòng các bạn xem toàn cảnh không khí thị trấn những ngày giáp Tết nha các bạn nha. Trong chợ thì không có cái gì ngoài hàng hóa rau cỏ các bạn ạ, không có gì hay. Tôi đưa các bạn đi một vòng ra ngoài này xem thì
một vòng ở quanh quanh thị trấn này. Đấy, ở thị trấn vùng cao thì nó bé như vậy thôi, đi một tí đã hết rồi các bạn ạ. Đi nhòng cái hết thị trấn rồi, từ đầu thị trấn đến cuối thị trấn rồi. Đấy, bây giờ anh sẽ đi về thôi. Có lẽ mình sẽ phép kết thúc video ở tại đây nhé các bạn nhé. Là không khí những ngày giáp Tết ở trên này thì bây giờ đa số cán bộ anh em nhà xa là đi về quê hết rồi. Đấy. Vậy là rất là vắng các bạn ạ. Ở trên vùng cao là như vậy. Cứ những ngày giáp Tết và Tết thì rất là vắng. Chỉ có những ngày thường thì đông thôi. Bởi vì cán bộ người ta đến công tác và làm việc rất là đông. Đây là dòng sông Gâm nha các bạn nhé. Hiện nay nước đang rút rồi. Có lẽ tôi xin phép kết thúc video ở đây nhé. Quay chút quang cảnh về thị trấn như vậy cho các bạn xem thôi. Các bạn thấy thị trấn này đẹp thì cho một like nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại nhé. Hẹn gặp lại các bạn với các video tiếp theo nha. Tôi sẽ vào trong làng ăn cỗ. Rồi. Chào và hẹn gặp lại.